quá, lên nhà chướng. Ok. Cà ri hôm qua nấu. Yeah, cà ri. Hôm nay là cái này gì chú? Cái này gọi là thịt nướng, nướng mà nướng cái kiểu mà để quay á, cái quay á mình gọi là heo quay, này là beef quay, gọi là thịt bò quay. Roast, nhưng mà tiếng Mỹ mình muốn nói tiếng Việt Nam, ở Việt Nam dạ. Yeah. Mình quay nó mà tại vì cho quay ở ngoài. Quay hả? Quay đây trong lò. Quay. Quay, quay. Dạ. Yeah. Trong lò. Đó, chú mày thử là thử nghề đó. Đây là lần thứ hai. Ok. Rồi. Ok, mời gia đình nha. Này gì chú? Cái này là khoai tây. Có thấy được hả? Yeah, khoai tây. Yeah, khoai tây. You, I know wrong hồi. Còn một hồi để sour cream rồi. Rồi để butter. No. I skip that. No, you skip. We do. Uh-huh. All right, good luck. Okay. Nước này mà làm cái nước mà trộn với yeah. làm gravy ngon lắm á. Yeah. Để hồi chú lấy miếng bột chứ chú quậy. Wow, thật này. Để cắt đi. Sao được không? Perfect. Perfect. Em? Thấy sao? Wow. Perfect. What? Oh, garlic, right? À, garlic đúng vậy đó. Đó là tỏi á. Đây nè. Đó, miếng này ngon. Đó, nhét vô ăn thơm lắm. Thịt nó thơm. Yep, yep. Con lấy cái miếng đường nữa hả? Con cầm miếng này mỏng nữa. Miếng mỏng nữa này cắt của cô nè. Ngon. Hả? Thôi. Ok. Thôi khỏi rồi em ơi, khỏi đi. Thôi khỏi đi. Anh là có đây đây nhỉ. Có ở nhân công đem xuống nó mới thử. Nó để cũng không ở nhân thử. Ok. Thôi khỏi rồi. Khỏi đi nè. Ở nhân thử vô một thế đâu ra cũng có lý. Mẹ tình mà. Rồi đưa dĩa qua đây. That's it. Cho chú chưa, lấy cho chú chưa. Rồi của con. Của Lily đâu rồi? No, I don't want it. I want a real thin one, that's it. Real thin one, yeah. Uống ngoài này hay là phía trong? Muốn lấy cái này inside, phía trong. Inside, I want pink. One pink. Real thin one. Oh, you, no, you don't have to cut it. Oh, there they have already. No, no here. No, they have one over there already. But I won't cut on the small thing. I said I would go over there, eh? Go so, okay. Okay. You miếng này không? No. Đâu vậy chú? Cô cho lăm, extra one cho lăm đi. Chú. Small one cho lăm như đây đi. That's it. Thank you, chú. Yeah, you should go. No, it's enough.
where my empty I sell. Butter. Anh Long là lấy carrots đi. Over there. Anh với bánh mì, potato and carrots. Chưa? Horse rabbit, okay. Wow, chỉ có horse rabbit luôn. Yeah. Horse rabbit. So creepy. Okay, anh làm cho em thế rồi nha. À, một cái à. Cái hả? Thế thì cô với con đứa nữa làm sao con? You eat first. Baked potato. Đó. No, I don't want that. Nó chưa đã đây anh em ra chỉ để chỗ đây chú vô. Happy Easter. Vô. Làm mong muốn luôn. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Thank you. Ơn trơn. Còn thiếu cái chén à? Đó, thiếu cái chén. Bê quả tây. Đúng không? Khoai tây có cái sao cười sao, nó khác nhỉ? Oh, wow, bơ trong này nó phóng ra đã ra. Đã không? Mua thêm đi. Yeah. Okay. Get the okay here, I got it. Rồi, chả tỉnh nỉa rồi. Rồi, đi đi. Cái này bỏ. Sao thịt được không? Dạ, yeah. Xong em với Lily mà ăn được cái này xong rồi hả? Không mà cho xong hôm nay là không chết hết. Nãy cô có ăn đụng cục tỏi hay nên nó béo quá. Nó béo hả? Thử đây cả nhà. Very good chứ. Kiểu bầu ngon. Dùng cái anh Happy Easter cô. Happy Easter. Để con gắn muối rồi nghe không? Chia. Chia. Happy Easter. Happy Easter. Happy Easter. Yo yo yo. Nhà chú để cái bát vô đẹp đẹp lắm. Mưa cũng đẹp nữa nha. Cái gì cũng đẹp đẹp của nó riêng nó. Khi mà nó mưa mình thời ngồi. Thời tiết nào? Ngồi thấy. Ở đây cũng là mái con này. Có rất số bọt. Happy Easter dùng cái đi anh Long. Mưa rồi nơi mưa rồi. Em mới học cách nướng bánh mì của cô. Hay lô lay gì đó ha. Chứ dầu. Mark away 30 second. Lấy ra xong bỏ vô thêm lần nữa. Dạ. Yeah. Chị tới Lily nướng thịt chú lên chú ăn nó sẽ học cái nướng cách nướng. 15 second thôi. Tại vì cô có 2 ổ mà chị để 30 second. Ồ vậy hả? Bỏ 2 ổ thì phải 30 second. Thank you cô chú. Good. Đây chung lunch hay là gì ta? Lunch. Good lunch. Good lunch. This is brunch. Brunch, yeah. Brunch, thank you for good brunch. It's a weekend, cô chú. You're welcome, con. It's the brunch. Cảm ơn it's con tới đây để hưởng với cô chú và thưởng thức cái món ăn sáng và trưa. Tiếng Việt cái món này gì? Thịt roast bò đúc lò. Bò đúc lò. Perfect. Chú đúc khéo. Nó mềm, nó mềm, nó tender, rất tender. Nó ra được miếng thì mình mới... Mình đi casino hay mình đi tới những cái chỗ mà ăn buffet, những cái đồ khác nó cho người ta tự múc, nhưng cái cục này là có thằng sếp đứng nó cắt cho mình người một lát, để không cần tự cắt. Không cần tự cắt mà tự nhớ cục đi hết. Tại vì mắc tiền nó đâu để...